Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em một số cái linh kiện để ráp cái thùng loa kéo ha. 4 tấc đơn, 5 tấc đơn hoặc là 3 tấc đôi. Ok, thì hôm nay mình đang giới thiệu cho các anh em một cái mẫu mạch mới là CS3855. Đây mẫu mạch đây ha. Đây. Cái mình lấy nét chút xíu. Đây, đây là tầng chỉnh của nó này. Mid von, mid bass, mid chef, mid echo, mid del. Ok. Đó. Thì cái mẫu này là dạng DSP reverb echo ha. Thì số anh em chưa quen thuộc thì hỏi reverb đâu thì cái phần reverb echo á nó để lập trình ha, để lập trình. Cái dạng dạng mạch này lập trình tương tự với quang cơ. Đó. Thì mình nói chỗ này cho các anh em hiểu chút xíu là mình chỉnh đơn giản thôi. Đó. Thì cái mid echo mình xem như là mid effect ha, mid effect ha. Mid effect thì mình đỡ cao hết mức đi. Đó. Mid del thì mình là một cái nút phối hợp reverb của echo ha. Nếu như mình dặn qua trái nhiều á thì reverb sẽ nhiều. Echo ít lại. Đó, ý nghĩa của nó là vậy, chỉ cần một nút thôi mình phối reverb và echo nó sẽ hài hòa hơn. Đó. Thì mình càng tăng dần về bên phải thì cái tiếng echo này nhiều hơn tiếng reverb. Chứ nó không có độc lập ha. Mình làm kiểu này thì nó sẽ quyện với nhau hơn. Đó. Nó nghĩa là reverb nhiều hơn echo hoặc là echo nhiều hơn reverb ha. Nó trình như dạng như vậy thì mình sẽ chỉnh thuận lợi hơn, nó dễ hòa quyện hơn. Một số anh em nếu mà mình chỉnh nhanh á, mình chưa quen á thì chỉnh cái kiểu dạng này thì dễ dàng hơn. Đây, đây có cộng in nè, in nè, out nè, auto g nè, này khó livestream nè, nguồn sung nè, cái jack DC 15V 3A á. Thì phòng khi trường hợp cái nguồn sung mình bị hư á thì mình có thể sử dụng nguồn bên ngoài. Còn khi mà có nguồn sung thì mình cứ việc sử dụng nguồn sung. Đây là cái phím chức năng. Phím chức năng. Đó, có nhiều cái ứng dụng hay để cho mình dùng chức năng livestream. Đây. Mình thử một số nút cho các bạn. Các anh em chịu khó ấy chút xíu nha, nhìn chút xíu nha, tại vì khi like phải lấy nét liên tục ha. Lấy nét liên tục. Đó, một số cái ứng dụng là khá hay đó nè. Này Bluetooth nè. Hai cổng mic mà một cổng guitar này ha, này bên trong ba mạch này. Ok, thì đang sử dụng IC công suất là CS3855. IC này công suất nó là 170W, 300W ha. Thì cho phép mình sử dụng loa 4 tấc đơn hoặc 5 tấc đơn. Con dao động 51 đến 65 ha. Đánh ok. 3 tấc đôi thì mình sử dụng hai loa con 38 đến con 51 ha. Thì mình sẽ đánh ok. Thì đối với những cái mẫu mạch này thiết kế trên một bo như vậy thì nó sẽ chống nhiễu rất là cao ha. Thì mình đang lắp vô cho ba mạch này thì bạn thấy mình chỉnh hết mức này, không có tiếng ù xì gì ha. Đây trong âm thanh á, là cái điều đây là điều rất quan trọng ha. Tăng hết ha. Tăng hết nè, đang lắp. Mình đang lắp cái một cái bass 4 tấc này, một cái loa chép nè ha. Chép này là chép 350 nè ha, chứ không phải chép 250 nha. Đó, do vậy mình để kiểm chứng cho các anh em độ nhiễu của bo thì mình phải tăng hết tất cả. Đó thì mình quay tỉ vô cái loa chép này. Không có tiếng xè gì hết luôn ha. Đó. Thì do vậy là những cái bo như thế này là chống nhiễu cực tốt luôn ha. Trên một bo. Này mặt dưới của sản phẩm.
Ok ha, đây là phần lắp micro không dây. Đó thì bên mình cung cấp đầy đủ tất cả linh kiện ha. Bình nè, mạch nè, loa nè ha, loa bass, loa chung, bass 4 tấc, bass 3 tấc, bass 5 tấc đầy đủ hết ha. Micro ha, đây micro đây. Đây mình đang sử dụng mic pin nè, 18650 nè ha. Ok ha. Vậy đây mình sẽ tiến hành test cho các anh em. Thì tại sao mình hay test những cái mẫu mic như mic xịn như thế này? Thì khi ca tiếng reverb á, thì các anh em chịu khó mua cái mic cho nó tốt chút xíu, ca reverb, tiếng reverb nó mới tốt được ha. À, còn echo thì nó không có kén micro. Echo thì các anh em sử dụng mic nào cũng được. Nhưng mà reverb á, đỡ cái tiếng nó mà âm thanh nó tốt thì cái mic nó chất lượng hơn chút xíu. Đây, giờ mình chỉnh lại cho nó phù hợp chút xíu ha, là mình thử tiếng micro cho các anh em. Và đối với mẫu mạch này á, là nó có chức năng chống hú ha, chống hú. Thì một số mẫu mạch lo kéo á, cái chức năng chống hú á, nó rất là quan trọng. Mình ca mình ngồi trước loa như vậy nó mới ca mới nổi ha, còn không có chức năng chống hú là nó hú liên tục luôn á, ca không có nổi đâu. Đó. Cho nên là lo kéo hiện tại á, hiện nay là phải có chức năng chống hú, ca nó mới hay được, với lại nó bảo vệ thiết bị của mình. Chống hú nhưng mà tiếng là phải ok nha, tiếng ca phải ok nha. Chống hú cho đã là tiếng ca nó đục quá thì không đạt rồi, cũng phải bỏ qua. Chống hú và cái tiếng ca nó phải phối kết hợp hài hòa. Rồi mình thử cho các anh em ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 1, 2. Thì cái này là nhiều reverb ha, ít echo, còn đây mình tăng lên nhiều thiên dựa echo chút xíu ha, thiên dựa echo chút xíu, nhiều echo ít reverb. 1 2 5 6 7 1 2 5 6 6 6 7. Còn các anh em nào mà thích echo nhiều hơn á thì có đẩy maximum luôn. 1 2 5 6 7 1 2 5 6 6 7 1. Đó thì mình cũng nói sơ qua về cái tiếng micro, mình mới vừa thử ha. Thì cái tiếng micro nó rất là trong. Cái điều đó rất là quan trọng nha các anh em. Đó, rất là quan trọng. Thì khi ca mà tiếng ca mình càng trong chừng nào á, thì nó càng sáng tiếng chừng đó. Ca nó mới rõ ràng, nó mới hay được ha. Tiếng reverb phải đạt và tiếng ca nó phải trong trẻo thì ca nó mới hay được ha. Đó, thì mình thử lại một lần nữa cho các anh em nghe này. 1 2 5 6 7 8 9 1 2 5 6 7 9 1. Đó, đứng sát lo luôn á. Mở mic vòn cao luôn nè. Mic vòn cao luôn nè. Mà không hú gì ha, mic chép nè, mic chép cao luôn nè. Vừa thôi chứ không phải là đẩy cao lên là ngon đâu. Nó phải hài hòa ha, hài hòa ha. Rồi, giờ mình giảm mic đeo lại đi cho nó thiên gì rồi vợ chút xíu. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 2 4 5 6 7 9 1 2 4 5 6 7 9 1 2 4 5. Ok, bây giờ mình sẽ thử phần nhạc cho các anh em ha. We'll be right back.
20% bé ăn sáng mỗi ngày, nhưng 50% thiếu vị chất, thêm sữa tươi dùng hàng năm mỗi sáng, dùng khỏe mạnh vững vàng. Y xa nhà con mơ biết lòng lời mẹ chiều quay níu nhớ mong con đêm nay chắc tóc mẹ này trắng nhiều dòng ba đưa bạn được về đẹp có ghé qua nhà cô láng giềng có thương giáng chân con nước mơ bình yên con được về bếp mong bên bạn bè năm mẹ vui tuổi già, nhà mình vui như ba ngày Tết có cô. Anh bỏ hai sợ cả tiếng lòng, bỏ hai bỏ bốn sợ tiếng lòng, bỏ hai bốn sợ cả tiếng lòng, bỏ hai bỏ bốn năm sợ cả tiếng lòng, bỏ hai còn gì giờ đây sao nhớ thương đầy vơi mong tình còn trong teo hay chết theo ngày tháng còn nhớ mãi hôm nào từ trao nhau bắt đầu ai đỡ mệt tìm nhau đời còn gì vui hơn trong phút giây bình yên đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ vì đã trót tim rồi thiền xin ghi đôi lời dù xa cách phương trời xa đây vì đâu gì nhẹ thì dù xa xôi em nhớ rằng đừng tuổi sau là con ấm lúc ăn về đẹp tình nhau và lời gửi cho em ăn tiếng lên bài ca kỷ một đêm mưa đêm cuối ba ngày Tết ngồi thắng xuống đằng dài thầm ý câu sông vầy cảm thương những người này thì ở đây mình thử nhanh cho anh em nghe qua hơn thì tiếng phá chép nó rất là tuyệt vời ha. Thì cái đây mình thử nhanh trên một cái thùng lo nó cũng tương đối là đơn giản nha các anh em, đã chưa có cái lo chung ha, chưa có lo chung, nếu mà có lo chung thì cái tiếng ca nó sẽ mượt mài hơn nữa ha. Đó thì mình sẽ test cho các anh em trong các video sau ha. Thì đây mình sẽ đang test nhanh thôi. Đây là mẫu mạch CS3855, công suất là 170W đến 300W ha. Sử dụng cho lo 4 tắc đơn, 5 tắc đơn hoặc là 3 tắc đôi ha. Đó, thì đối với mẫu mạch này thì các anh em có thể chừa sử dụng bình 12V. Nó chạy tầm khoảng nếu mà dung lượng là tầm 12 đến 14 Ah ha. Đó, hoặc là chạy điện 220. Đó, thì mình cắm điện để sử dụng điện 220 và đồng thời để sạc bình luôn ha.
Thì bo mạch thì mình cũng để test qua cho các anh em rồi, và đã test phần chống hú, hiệu quả chống hú, và cũng đã test độ nhiễu của bo. Thì đây mình tăng hết volume nè, đó mình thử lại cho các anh em thì không có nhạc, quá điều kiện phải không có nhạc nha, vô thì nó không có tiếng kêu gì hết. Đây, trong lại chép này, tăng hết cỡ nè, dí sát vô lò chép luôn nè. Đó, như vậy là mới thử được cái độ chống nhiễu ha. Thì nhiều mạch á, có thể làm thanh rất hay, nhưng mà độ nhiễu cao thì mình cũng không thể sử dụng được ha. Điều đó là phải đảm bảo về mặt kỹ thuật ha. Còn kỹ thuật nó rất là quan trọng ha. Hay, chưa chắc gì đó đạt. Đó, hay nhưng mà cái độ chống nhiễu nó phải là cực thấp. Đối với bo này là độ chống nhiễu là gần như là tuyệt đối nha. Không có nhúc nhích một cái âm nào hết ha. Đó, kết thúc video rồi.